Máy lọc nước Geyser 3 lõi lọc thì có xử lý được nguồn nước không? Tôi cảm thấy không yên tâm tại vì trên thị trường hiện nay thì đa phần các máy lọc nước đều có rất nhiều lõi lọc như là 7, 8, 9, thậm chí là 10 lõi lọc. Vậy thì đây là một trong những cái câu hỏi rất phổ biến của khách hàng của Geyser trong hơn 10 năm qua chúng tôi làm. Và đặc biệt là đối với máy lọc nước Geyser nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu thì nó chỉ có 3 lõi lọc. Trong khi những cái máy lọc nước trên thị trường thì có đến 8 cho đến 10 lõi lọc, dẫn tới việc là khách hàng đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì liệu 3 lõi lọc có thể xử lý nguồn nước hay không? Thì như các bạn đã biết, cái khả năng xử lý nước của cái máy lọc nước thì nó không phụ thuộc vào cái số lượng lõi lọc, mà nó phụ thuộc vào cái đầu tiên, đó là cái sự phù hợp của cái máy lọc nước đó với cái nguồn nước sinh hoạt. Thế thì tất cả các máy lọc nước trên thị trường hiện nay, từ máy 3 lõi lọc cho đến máy 10 lõi lọc, thì cái yếu tố đầu tiên rất quan trọng đó là thiết kế phù hợp với nguồn nước, đó là nguồn nước máy thành phố. Đó, đấy là cái yếu tố đầu tiên. Thứ hai đó là chúng ta cần phải đảm bảo cái yếu tố là máy lọc nước thì phù hợp nguồn nước nó chỉ giải quyết được cái thời gian ban đầu. Còn thời gian tiếp theo thì nó có thể sẽ không còn cho nguồn nước đạt chuẩn. Tại vì sao ạ? Tại vì cái lõi lọc nó sẽ bị suy giảm theo thời gian. Chính vì như vậy, cái việc thay thế lõi lọc định kỳ là một cái nhân tố, một cái yếu tố vô cùng quan trọng. Nó không quan trọng không kém cái việc là chúng ta cần phải lựa chọn đúng cái nguồn nước phù hợp với cái thiết bị. Và cái yếu tố thứ ba đó là một cái yếu tố cũng rất nhiều khách hàng quan tâm, đặc biệt là những khách hàng mà sống ở châu Âu hay là Nhật Bản, thì người ta rất chú trọng cái yếu tố là an toàn của thiết bị. An toàn ở đây là an toàn đến từ những cái linh kiện, những cái vật liệu để cấu thành lên chiếc máy lọc nước. Thế thì Geyser Ecota là một trong những cái dòng máy lọc nước được sản xuất bởi tập đoàn Geyser Nhật Bản với một cái dòng phổ biến đó là 3 lõi lọc. Mặc dù sử dụng 3 lõi lọc nhưng Geyser sử dụng tới hơn 10 cơ chế lọc được tích hợp. Có nghĩa rằng nếu mà tính về cái số lượng cái cơ chế lọc thì nó cũng tương đương với khoảng 10 đến 12 cơ chế lọc. Nhưng nhờ cái công nghệ cao thì nó có thể tích hợp trong 3 lõi lọc này. Thế thì Geyser có những phiên bản như thế nào để phù hợp với nguồn nước? Thứ nhất là cái dòng 3 lõi lọc này thì phù hợp với nguồn nước máy, nước mặt. Nước máy có nguồn gốc nước mặt, có nghĩa là nước máy có thể được lấy từ cái nguồn như là nước hồ hay là nước sông, xử lý theo cái tiêu chuẩn của Bộ Y tế và cấp cho các hộ dân, thì đấy gọi là nước máy có nguồn gốc nước mặt. Thế còn những cái dòng máy thứ hai là cái dòng máy là phù hợp xử lý cho cái nguồn nước gọi là chất lượng kém hơn. Đó, thì đấy là cái nguồn nước máy có nguồn gốc từ nước ngầm. Thế thì cái nguồn gốc nước máy, nguồn gốc từ nước ngầm nó chính là cái nước mà nhà máy người ta sử dụng phương pháp là người ta khoan cái nước giếng để người ta bơm lên và người ta xử lý theo quy trình để đạt theo cái tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Thế thì cái model mà phù hợp đó là chính là Geyser Vuosa 5. Vuosa 5 thì được thiết kế sử dụng cho nguồn nước máy có nguồn gốc nước ngầm. Đặc thù của nguồn nước này là có nhiều khoáng chất, ví dụ như có rất nhiều cặn canxi hay vẫn còn những cái thứ như là tồn dư về sắt hay mangan hay là những cái ion kim loại nặng khác. Thì Geyser Vuosa 5 được thiết kế để phù hợp xử lý với nguồn nước máy có chất lượng thấp hơn. Chính vì như vậy, bộ sản phẩm Geyser tại Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu có đầy đủ những cái option để giúp chúng ta lựa chọn phù hợp xử lý nguồn nước để cho ra một cái nguồn nước đạt chuẩn và đảm bảo tính an toàn. Tại vì tất cả các sản phẩm của Geyser nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu đều có COCQ theo từng series sản phẩm và đều có một cái tiêu chuẩn rất quan trọng, đó là tiêu chuẩn EAC, là tiêu chuẩn cho phép sản phẩm này được lưu hành tại châu Âu và những cái quốc gia phát triển trên thế giới. Chính vì như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một sản phẩm chất lượng cao từ châu Âu nhưng với một cái giá rất là hợp lý. Và một yếu tố rất quan trọng là đối với lại Geyser chính hãng, thì khi mua sau khi kích hoạt bảo hành điện tử thì các bạn sẽ được nhắc lịch định kỳ thông qua hệ thống Zalo doanh nghiệp, có nghĩa là sẽ nhận được tin nhắn thông qua Zalo doanh nghiệp để giúp cho các bạn có thể dễ dàng thay thế lõi lọc định kỳ chính hãng để giúp đảm bảo chất lượng trong suốt quá trình sử dụng.